Hey, chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ epforza.com và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta xóa nọng cằm và bóp mặt ở trong Photoshop. Rồi, nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký và like video này và share cho bạn bè cùng xem. Và ok, 5 phút quảng cáo là mình đang có bán cái preset lên màu cao cấp ở trên fanpage của mình cũng như trên website, các bạn có thể ghé qua tham khảo ha. Rồi, đối với cái nhu cầu của chúng ta như cái chủ đề ngày hôm nay mình nói đó, là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta xóa cái nọng cằm hoặc là chúng ta bóp cái mặt cho nó mịn lại ha. Thì chỉnh sửa đó là chỉnh sửa khuôn mặt luôn đó. Thì trước khi vô thì mình nói đó, mình ở cái này mình sẽ sử dụng cái hình khác đi, hình chụp thằng bạn mình đi cho dễ. Đây, thì đây, để sử dụng chức năng này các bạn sẽ phải sử dụng Photoshop CC 2015.5 trở lên ha. Photoshop CC 2015.5 trở lên, nó sẽ là version phiên bản khoảng cỡ 17.0 kiểu đó. Thì ở chức năng chúng ta sẽ dùng là Liquify ở trên CC 2015.5 ha. Rồi, đầu tiên các bạn mở các hình của các bạn lên thì hầu như ai cũng gặp, cái chụp hình lên thì kiểu gì cũng sẽ gặp cái nọng, kiểu nó kiểu nọng này đó. Thì để chúng ta xử lý vấn đề đó, cách thứ nhất là chúng ta tập thể dục trước khi chúng ta chụp. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái này, thì hình của chúng ta ở đây thì để đảm bảo á, là bởi vì chúng ta chắc chắn là ai cũng có thể mắc sai lầm cả, cho nên là để mình có cái đường lùi cho mình có thể sửa lại được, các bạn sẽ bấm nút Ctrl J cái background của hình của chúng ta lên ha. Bấm Ctrl J, phím J rồi phím nằm giữa, phím H rồi phím K, đó Ctrl J bấm lên. Sau đó thì chúng ta sẽ có layer mới. Các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn là Convert to Smart Object. Để làm gì? Thì tại vì khi chúng ta chuyển cái layer này sang Smart Object á, thì ví dụ như là cần chỉnh sửa gì chúng ta click đô chúng ta chỉnh sửa lại được Liquify ha. Rồi sau khi các bạn copy xong, các bạn làm cái thao tác đó xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào Filter, chọn Liquify ha, Filter và chọn Liquify. Phím tắt ở đây là Command Shift X, Command Shift X. Đó, chúng ta click vô thì các bạn sẽ thấy một cái bảng hiện ra như này. Đây chính là cái giao diện Liquify của chúng ta. Tất nhiên là mỗi phiên bản nó sẽ mỗi khác một chút xíu. Tuy nhiên là thì nó sẽ ná ná như thế này. Đầu tiên là cái cách chúng ta xóa nọng cằm ha. Xóa nọng cằm các bạn sẽ sử dụng cái hình đầu ngón tay như thế này, tên là Forward Warp Tool. Warp Tool, đại khái thế. Các bạn sẽ chọn và sau đó các bạn sẽ zoom vào. Các bạn có thể bấm phím W, phím Z chứ, phím Z để chúng ta zoom, hoặc là các bạn click vào nút zoom ở đây và các bạn zoom vô. Chúng ta sẽ zoom vô phần nọng cằm của chúng ta. Rồi, cách làm ở đây như sau. Các bạn sẽ chọn cái Warp Tool này ha, và chúng ta có thể điều chỉnh cái kích thước này sao cho cái kinh nghiệm của mình á, nó đừng quá nhỏ hơn cái nọng cằm mà nó sẽ bằng với lại cái phần này luôn. Có nghĩa là nó bằng cái khoảng mà đâu rồi, đây mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây là từ đây đâu rồi, đây từ đây ha, cho tới đây luôn thì nó sẽ khoảng như thế này. Đấy, nó sẽ nằm như kiểu như thế này này. Đó, thì nó bao gần hết luôn cái phạm vi của chúng ta ha, nó bao gần hết cái phạm vi cái nọng cằm luôn. Để là click chúng ta kéo lên nhẹ nhàng là được rồi. Đó, click kéo thật nhẹ thôi nha, kéo thật nhẹ thôi. Ví dụ như những cái chỗ gồ ghề này, như các bạn có thể chọn nhỏ bớt đi. Đó, gồ ghề này chúng ta đưa lên. Đó, thì chúng ta sẽ có cái kết quả là như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng cái Warp Tool để chúng ta kéo lên. Tất nhiên là kéo thì kéo vừa thôi. Đừng có ăn gen. Để ăn gen vào phần mềm rồi còn Photoshop quá đà nữa, nó lộ chết đó. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng xử lý như vậy ha. Rồi, trường hợp cái áo của các bạn khi chúng ta kéo lên á, thì đâu rồi, mình sẽ back lại từ đầu đi. Đây, mình sẽ reset lại. Trường hợp reset chưa? Sao nhìn nó đây mới reset này. Rồi, trường hợp các bạn khi kéo lên nhiều chỗ, nó sẽ có cái kiểu là cái áo của các bạn hoặc là những cái chi tiết gì đó nó dính vô ở trong cái phần cằm, thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Các bạn sẽ chọn cho mình cái công cụ tên là Freeze Mask Tool. Freeze Mask Tool, và các bạn sẽ bôi vào những cái phần mà nó sẽ dính vô cái phần người của các bạn ha. Các bạn sẽ bôi vô để mục đích là khi chúng ta sử dụng cái Warp Tool này á, nó sẽ không có bị dính vô cái phần mà chúng ta đã gọi là freeze rồi, đã đóng băng rồi, không chỉnh sửa được rồi. Đó, thì nó sẽ không có bị trường hợp giống kiểu là chỉnh xong rồi nó bị méo luôn cả thanh, cái thanh ở bên gần á, ví dụ như thế này. Đó, các bạn thể thấy đấy. Đó, như thế nó lộ ra ha, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là Freeze Mask Tool để chúng ta chặn lại ha. Rồi, thì đây chúng ta chỉ việc kéo nhẹ lên thôi. Nhớ là ăn gen thì ăn gen vừa thôi, ông nào ăn gen cho cố vào xong rồi
lộ hết ra rồi lại hỏi thằng nào chỉ Photoshop cái này, xong lại nói thằng Phúc chỉ đó rồi thôi. Mang tiếng anh em ơi. Rồi, ok, sau khi chúng ta làm xong thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái kết quả như thế này, khá là ổn đúng không? Các bạn chén rồi chúng ta có thể xóa đi để nhìn cho nó đỡ xấu. Đó, thì chúng ta sẽ có kết quả như này, đó, khá là mượt đúng không? Rồi, đó là cái cách để chúng ta xử lý cái phần nọng cằm. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chỉnh lại khuôn mặt của chúng ta, bao gồm mắt, mũi, miệng và cái u line này của chúng ta ha. Rồi, cũng là liquify thôi. Mình cũng sẽ bấm Ctrl J lên, sau đó bấm chuột phải chọn thành Smell Check đi, Convert to Smell Check để mình có thể chỉnh lại được. Mình sẽ vào Filter, chọn Liquify. Ở trong Liquify này á, thì nó sẽ hơi khác chút xíu ha. Mình sẽ bật cái phần Properties, thì mình sẽ chọn là Face Aware Liquify. Face Aware Liquify mình sẽ thu gọn lại, thì các bạn có thể thấy là đây, chúng ta sẽ có 4 mục mà chúng ta có thể chỉnh được: mắt này, mũi này, miệng này và hình dạng khuôn mặt ha. Mắt, mũi, miệng, hình dạng khuôn mặt. Để chúng ta dễ thấy thì các bạn có thể click vô trong cái Face Tool ở đây, phím tắt là chữ A, click cái thì các bạn sẽ thấy nó hiện lên đó, các bạn hiện lên cái bảng của chúng ta này. Rồi đầu tiên, thường thì mình sẽ chỉnh cái hình dạng của cái khuôn mặt trước ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái forehead là cái phần chén, phần chén là các bạn thích chén cao hay chén thấp, chén cao chén thấp kiểu thế. Chén hàng này mình cảm thấy khá ổn nên mình không chỉnh. Chin haze là cái phần nọng cái phần nọng của chúng ta là các bạn muốn cho nó thu gọn lên không đấy, ra chiều cao của cái phần 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 cằm đó, chiều cao của cằm đó, các bạn muốn mặt dài hay là mặt ngắn thì tùy các bạn. Ví dụ như là mặt thằng này nó hơi dài thì mình sẽ chỉnh nó lên. Rồi jawline là cái phần cái u line của các bạn đó, cái dạng khuôn mặt ở ngay đây này đó, thì các bạn có thể là thu nhỏ lại hoặc là phình ra, thu nhỏ phình ra, thu nhỏ phình ra tùy các bạn. Như mặt này thì mình có thể thu nhỏ lại chút xíu ha. Rồi face width là cái chiều rộng của khuôn mặt của các bạn ha, chiều rộng. Rồi thì đây mình muốn thu gọn lại nhỏ thôi. Đấy, rồi các bạn sau khi các bạn chỉnh xong, các bạn có thể click và mở cái preview, click và tắt preview đi để các bạn thấy trước và sau ha. Cái kinh nghiệm của mình là khi các bạn chỉnh bóp mặt như thế này á thì chúng ta chỉnh ít thôi, ăn gian thì ăn gian vừa thôi, ăn gian đừng ăn gian quá nó lộ. Ở đây mình đang Photoshop, chúng ta làm việc nghiêm chỉnh đàng hoàng chứ không phải là chúng ta xài app của tung của để nó điều chỉnh khuôn mặt thì nó sẽ không không ok lắm, tại vì nhiều lúc nó lộ ra ha. Rồi tiếp theo nữa, cái phần khuôn mặt thì mình cảm thấy gọi là tạm tạm đi. Thì đây mình cảm thấy ở cái phần mình có thể thấy là phần bên này nó hơi đang hơi bị lệch ra, có nghĩa là bên này nó hơi nhô ra, nên là mình sẽ cũng sẽ sử dụng cái công cụ như hồi nãy đó. Chúng ta sẽ sử dụng Warp Tool nè, Forward Warp Tool. Mình sẽ thu gọn cái phần bên này lại ha, mình sẽ mở rộng ra nè và thu gọn nhẹ nhàng lại ít thôi, thật ít thôi ha. Đó, thật ít thôi. Rồi có thể là do cái chin hay này mình thu gọn nó lên chút xíu nữa đi, thu gọn chút xíu nữa đi. Đó thì chúng ta sẽ có trước và sau này, đây là trước này, đây là sau, đây là trước và đây là sau. Đó thì đó là cái hình dạng của khuôn mặt. Tiếp theo là cái phần miệng ha, phần miệng này thì chúng ta sẽ có cười. À, người máu không cười đúng không? Kéo lên cho nó cười. Ở này nhiều lúc nó hài hước lắm anh em. Tất nhiên là chúng ta làm hơi quá thì nó sẽ có tính giải trí rất là cao. Rồi upper lip là cái phần môi trên, lower lip là phần môi dưới. Các bạn muốn cho nó dày môi lên hoặc là mỏng môi lại thì nó tùy các bạn ha. Mouth width, cái miệng của ta này là khoảng cách, width là chiều ngang, mà chiều ngang đó thì các bạn thể làm cho miệng chúm chím lại chút xíu hoặc là miệng rộng ra ha. Rồi chiều cao của tổng thể cái miệng của chúng ta là chúng ta muốn cho nó môi đều, nó dày lên hoặc là như thế nào đó tùy các bạn. Ví dụ như là ở lower lip mình cũng tăng mà upper lip mình cũng tăng đó, thì các bạn sẽ có một cái hình cái miệng kiểu cái này khá là tệ đúng không, cho nên là chúng ta kéo thì kéo vừa thôi, đừng kéo quá ha. Nhưng miệng này mình cảm thấy khá ổn, mình không chỉnh nữa. Rồi tiếp theo nữa là phần cái mũi, nose. Nose high chúng ta chỉ có nose high và nose slip thôi. Chiều cao mũi, các bạn muốn mũi cao hay mũi thấp? Cái này cao hay thấp, đấy là chiều dài của cái mũi nha, không phải là cái cao thấp như cái cao độ này đâu ha. Cao thấp nè, chiều cao là mình mũi nó hơi dài là tí xíu. Nose width là mình có thể làm cho mũi mình nó gọn lại, chiều ngang đấy, gọn lại. Rồi tiếp theo cái eyes là chỉnh con mắt ha, chỉnh con mắt thì chúng ta có thể chỉnh được mắt trái nè, mắt phải ha. Thì để đây các bạn có thể eye size là kích thước của mắt, thì các bạn có thể làm cho mắt nó to ra, mắt nó to ra. Thì ở đây nó sẽ cho Photoshop sẽ cho chúng ta chỉnh một lúc hai mắt hoặc là từng mắt một.
Để mặc định không thôi thì nó sẽ là từ mắt 1, và để chỉnh hai mắt cùng lúc thì các bạn sẽ click vô cái phần cái mắt xích ở giữa này, cái link ở giữa này. Đó thì ngay lập tức nó sẽ hai cái thông số hai bên nó sẽ đồng đều nhau, và đây các bạn có thể tăng giảm tùy ý ha. Rồi, chiều cao của con mắt, đây chiều cao của con mắt thì mình cũng sẽ click link lại. Để nhìn mắt thì thường nó khác. Rồi, eyes width, width thì tương tự thôi, cũng là chiều ngang ha. Chiều ngang thì các bạn có thể linh dụ thì mắt thằng này mình thấy nó hơi ngang rồi cho nên mình sẽ không có thêm nữa. Eye teen, thế teen này thì nó là cái mắt gọi là mắt gì? Mắt xích á, mắt xích hả? Xích. Mắt. Mắt hơi lệch nhau, mắt xích, mắt xích. Rồi, thì mình có thể làm cho mắt đó, các bạn thể để đấy, thấy cái mắt không? Mình zoom vô các bạn để thấy này, mắt của ta này. Đây mình sẽ linh lại cho các bạn thấy. Đó, mắt này. Tự bình thường ông nào làm được như vậy không ta? Chắc không á. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là cái khoảng cách của cái mắt, eye distance thì cách rộng ra hoặc là hẹp vô ha. Mặt này thì mình bình thường mình sẽ không chỉnh lại. Đó, thì sau khi chỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ có cái kết quả như thế này. À, đây là trước khi chỉnh và đây là sau khi chỉnh. Đó rồi, mình sẽ zoom ra chút xíu. Đó, đây. Đây là trước khi chỉnh này, đây là sau khi chỉnh, trước khi chỉnh, sau khi chỉnh. Đó, đẹp hơn không? Kinh nghiệm là mình chỉnh ít thôi chứ đừng chỉnh nhiều quá nhìn ảo chết bỏ luôn. Thôi rồi, thì đây cái link bình thường thì các bạn sẽ thấy cái layer của chúng ta nó sẽ có thêm cái phần là liquify. Ở đây nếu các bạn cảm thấy không vừa ý các bạn thể click đôi ở đây và chúng ta có thể chỉnh thêm được ha. Click đôi vào chữ liquify đó và chúng ta có thể chỉnh thêm được. Đó, còn mặc định nó apply luôn và chúng ta không thể chỉnh được. À, muốn có thể thu gọn và mở rộng ở đây ha. Đó thì đó là cái cách để chúng ta làm gọn mặt, cũng như là xóa cái nọng cằm. Tiếp theo nữa là nếu như chúng ta có hai người trở lên thì sao? Chúng ta không thể chọn làm quá nhiều đúng không? Thì Photoshop nó sẽ cho chúng ta chỉnh cùng lúc hai mặt được, nhiều mặt được, không phải hai mặt được. AI mà AI nó tự động nó phân tích để nó biết được là ở trong hình chúng ta đang có bao nhiêu cái mặt và nó sẽ cho chúng ta chỉnh ha. Ở đây ở phần select face thì các bạn để chọn phase 1 hoặc phase 2 ha. Thường thì nó không xác định đâu, thì không mình thì mình cứ chỉnh lên. Đó, các bạn thấy là phase 2 ở đây là anh này. Stop này của bạn Mai Đại Cương ha. Phase 2 là mặt của anh này và phase 1 là mặt của cô dâu. Đó, thì mình muốn chỉnh mặt cô dâu đi thì mình có thể ở đây, mình có thể là U-line hoặc là V-line. Mặt cô dâu rất là đẹp rồi cho mình cũng chỉnh gì nhiều. Mình muốn lấy để demo các bạn cái việc là có thể detect được nhiều khuôn mặt thôi. Rồi, thì đó là cái cách để chúng ta xóa nọng cằm, thay đổi cái khuôn mặt chúng ta làm cho mặt nó gọn hơn chẳng hạn thế. Làm mắt to cả vậy thì chúng ta có thể làm được toàn bộ trong liquify. Thì đó là cái cách để chúng ta thực hiện cái tool này ha. Và đó là kết thúc cái tốt. Thì nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký, comment cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn video sau. Mình cũng hồi hộp từ HP Photoshop.com.